Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhanh Nửa Đe. Hôm nay chúng ta trở lại với nền tảng Mesh. Chúng ta sẽ có những cái dự án Aerobe đến từ nền tảng Mesh. Và dự án Aerobe ngày hôm nay, dự án đầu tiên đó là dự án One. Hôm trước thì chúng ta đã làm với One ở trên Mesh Global. Hôm nay chúng ta sẽ đảo về với One ở trên Mesh Việt Nam anh em nhé. Ở trên Mesh Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái chương trình Aerobe với dự án One này. Thông qua cái chương trình Aerobe này thì chúng ta sẽ nhận được 95 won dành cho 50 người may mắn, và nhiệm vụ thì hết sức đơn giản. Nhiệm vụ của chương trình Aerobe này như sau anh em này: chúng ta sẽ tiến hành like nhé và chia sẻ bài viết này trên Facebook với chế độ công khai, mở cái link form mà like nhé. Đây mình sẽ copy ấn vào phần link để tận lấy link luôn đi, copy link luôn này. Các bạn cũng nhớ follow Facebook của Make Việt Nam nhé. Nếu phải follow đấy, mình cũng chưa nhắc cho anh em phần follow này, các bạn vào đây follow nhé. Đấy, nhớ follow này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần là join vào kênh Telegram của Make Việt Nam này. Này dễ thôi. Rồi, cùng với đó là các bạn sẽ follow kênh Twitter của Make Việt Nam và điền cái phần thông tin cụ thể vào đây. Đối với phần join vào kênh Telegram thì các bạn điền username này. Và cùng với đó thì các bạn sẽ điền cho mình cái UID của tài khoản Make nhé. Với anh em chưa có tài khoản Mac thì các bạn thể đăng ký theo link dưới mô tả video. Rồi các bạn ấn vào phần gửi để nộp form, vậy là xong, được chưa? Rất là dễ đúng không ạ? Ok, rồi chúng ta đã cùng nhau tham gia với chương trình Aerobe với nền tảng Mac Việt Nam. Với chương trình Aerobe để nhận quy quan 95 tuần quy quan dành cho 50 người may mắn. Hy vọng là trên kênh chúng ta thì có nhiều anh em sẽ nhận những phần thưởng đến từ Mac. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào các bạn, hẹn gặp tiếp theo.